Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn ván cờ giữa tay độc Nguyễn Thành Bảo và kiện tướng quốc gia Vũ Quốc Đạt tại vòng tứ kết giải cờ tướng kỳ hữu mở rộng 2021. Sau khi thắng ván đầu và hòa ván thứ hai, Nguyễn Thành Bảo với lợi thế đi tiên trong ván thứ ba, chỉ cần thắng là không cần đánh ván thứ tư. Về phía ngược lại, nếu kỳ thủ Vũ Quốc Đạt để thua trong ván này thì cuộc chơi đã kết thúc. Mời các bạn xem ván cờ đối công rất hấp dẫn. Hãy
将军。
将军。Mã Sáu tấn năm. Đến đây thì Vũ Quốc Đạt đã buông cờ chịu thua vì không thể nào đỡ được nước Mã Năm tấn bảy. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay thì like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất.